Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Túi Da Nhật Cần Thơ sẽ tiếp tục lên cái video mới. Túi Da Nhật Cần Thơ sẽ lên cái video vào lúc 10 giờ 9 giờ hàng ngày, và anh chị mua hàng thì vui lòng mà gọi trực tiếp tới em số điện thoại trên dưới video 0973952507 hoặc nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin qua số điện thoại. Em sẽ chốt cái sản phẩm với mình. Khi nhắn tin vui lòng mà nhắn cái mã và cái ngày mà ở trên cái video. Và sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay là một cái túi. Cái túi này là xách tay nha. Cái túi này còn rất là mới nha. Mới khoảng cỡ 99%. Cái hiệu Tilino, cái hiệu của mình, khoen khóa rất còn sáng bóng ha. Khoen khóa này kết hợp với một cái miếng da đây, miếng da ha, ở sau là cái miếng inox nha, miếng inox kết hợp với miếng da, đường may rất là tinh tế nè, đường may rất là tinh tế, rất là đẹp luôn. Đây cái thương hiệu đây, Tiziano. Rất là đẹp nha mọi người. Đường may rất là tinh tế, màu đen nha. Không lỗi lầm gì hết nha. Đây. Đây có một cái hai cái nút, hai cái này là đinh nha. Màu rất là màu sáng chói nha. Đây đinh rất là màu sáng chói, đây đinh nha, đường may rất là tinh tế. Túi này mình đeo vai nha. Và bên trong của cái túi, bên ngoài của cái túi này, bên ngoài cái túi nó có hai cái ngăn nhỏ đây, một ngăn nhỏ đây và một cái ngăn nhỏ bên đây, hai bên của cái túi. Bên trong là lót vải nha, đặt tên lót vải đặt chân của cái hãng này. Đây. Bên trong có hai cái nút X500. Để mình hít lại với nhau, đó. X500. Và bên trong nữa thì có một cái ngăn đây. Ha. Rất là đẹp luôn nha. Và một cái ngăn đây, da thật nha. Và cái dập cái hiệu trên đây, trên một cái miếng da nha, dập hiệu miếng da ở bên trong rất là đẹp, có hai cái ngăn. Đây là một cái ngăn bự đây, dập hiệu bên đây và ngăn bên đây ha. Bên trong rất là tinh tế ha. Này cái túi này nó thiết kế rất là đẹp luôn nha. Đây. Và bên trong có một cái ngăn nhỏ nữa, có rít kéo ha. Này vải rất là ok, không lỗi lầm nha. Mới có khoảng 99% nha. Em đo, em độn cái sản phẩm này là em sẽ đo trả cho mọi người nha. Kích cỡ của cái túi này nha. Kích cỡ của cái túi Chiều cao của cái túi là khoảng cỡ 23, chiều ngang là cỡ 33, và chiều dày của mình ha, chiều dày của mình là cỡ khoảng 10 phân ha. Nếu anh chị thích cái túi này thì lên dùm em cái mã số 8 xách tay Tilino 350k, da thật nha, không có lỗi lầm gì hết nha. Cái túi này rất là đẹp luôn nha, còn rất là mới, đường may rất là tinh xảo nha. Đó. Và kế đến là một cái túi. Cái túi này xách tay ha, hoặc là đeo vai vẫn được nha, đeo vai vẫn được nha. Đó, đeo vai vẫn được và xách tay thôi. Xách tay hoặc đeo vai. Bên ngoài độ mới nó cần khoảng cỡ 90% nha. Đây, da của nó đây. Da thật nha, da bò nha, da bò. Thế nè, rất là dày dặn nha. Bên ngoài thì có một cái hiệu dập nổi lên một cái khoen khóa đây ha. Hiệu dập nổi khoen khóa ở đây. Không, vai sách còn rất là ok nha. Không có lỗi làm gì hết. Bên trong là lót vải nha. Bên trong là lót vải có một cái dập hiệu lên một cái miếng thiết, ô miếng đồng nha, Eco nha, thương hiệu rất là đặc trưng. Và bên trong thì lót vải, bên đây có một cái ngăn nhỏ đây ha, một cái ngăn nhỏ mình để những đồ quan trọng. Và bên đây là một cái ngăn bự, và bên đây là một cái ngăn bự. Bên đây có hai cái ngăn ha, lót vải nha, màu xanh nha. Màu xanh, không lỗi lầm gì hết nha. Bên đây để là một cái chi tiết để mình gắn cái khóa vậy đó, gắn cái khóa vô, hoặc là mình gắn một cái đồ để mình trang trí ở ngoài cũng vẫn được nha. Đây, gắn chìa khóa mà mình cố định lại mình lấy trở dễ á, hoặc là mình để ngoài mình gắn trang trí vẫn được. Và đây là một cái ngăn nhỏ ha, ngăn nhỏ chính giữa để những đồ giấy tờ. Cái kích thước của cái túi này, là 30, chiều cao bề ngang là 30, chiều cao là khoảng 24, và chiều dày của nó là khoảng 10 nha, 10 phân. Cô chú anh chị thích cái túi này thì lên dùm em cái mã số 7 công sở Eco 500k ha. Da dày, da đẹp nha, da rất là đẹp. Khoen khóa đều rất là ok nha. Và kế đến là một cái túi. Túi này mình để đeo chéo nha. Cái túi này để đeo chéo. Này, túi đeo chéo. Này mặt sau, này mặt trước ha, mặt trước. Cái dây của nó là màu vàng nha, cái độ mới cỡ khoảng cỡ này. Cái dây của nó đây. Độ mới cỡ khoảng 85% nha. Màu vàng rất là sáng chói nha. Còn rất là đẹp nha. Bên đây nó chỉ dính một miếng mực nhỏ xíu đây thôi. đây nó bị sần sần chút xíu. Và ngoài qua đây, đây là phía sau của nó là lót vải nha, đây lót vải. Và đây, và phía trước của nó đây, phía trước của nó bên đây có một cái ngăn nhỏ đây, ngăn nhỏ. Và đây là nó chỉ sờn một chút xíu thôi nha, đây, nha. Nó sờn chút xíu thôi. Đây có một cái nút để mình đóng lại ha. Còn bên đây là một cái nút để mình đóng lại luôn ha. Cái thương hiệu của nó đây, dập nổi vô cái miếng da đây, đây thương hiệu của nó. Và bên trong thì còn rất là đẹp nha. Này là do mở lên xuống lâu ngày thì cái da nó sờn một xíu thôi, ở bên trong thôi nha. Còn đây là để viết, để bút rồi đó. Còn đây là một cái ngăn nhỏ ha, cái ngăn nhỏ bên trong ha, bên đây ngăn bự. Cái này độ mới khoảng cả 85% nha. Kích thước của cái túi này, bề ngang là 13, bề cao 18, bề dày khoảng 6. Cô chú anh chị mà thích cái túi này thì lên dùm em cái mã số 3 chéo nhỏ bò 280k nha, chéo nhỏ bò 280k đây. Và cái đến là một cái túi. Cái túi này là da ghép nha, da thật nhiều ạ, mảnh da ghép lại với nhau, da thật nha, còn rất là đẹp. Túi này đeo rất là cá tính nha, đeo vai nha, đeo vai nha, đeo vai. Và túi này có những mảnh da nó ghép lại với nhau, còn rất là mới đây, da rất là mềm mại ha, da này rất là ok nha, mềm mại, đẹp rất là đẹp nha ha. Túi này đeo vô rất là cá tính nha. Và bên trong thì của cái túi này là có một cái ngăn nhỏ ha, mặt trước có ngăn nhỏ, bên trong lót vải ha, còn rất là đẹp nha. Và đây là phía sau cái này là những mảnh da nó ghép lại với nhau, là cái độ mới có khoảng 95% nha, còn rất là mới luôn á. Đây ha, da này là da nè, da ghép lại với nhau. Và ở phía sau đây là cái túi thì có một cái ngăn nhỏ đây, ha. Ngăn này là nó không có hít lại nha, ngăn này nó như thế này nha ha. Và đây một cái ngăn kéo đây nha, ngăn kéo ra trong bờ khối giải nha. Và đây là cái ngăn bự nhất, cái ngăn bự nhất của mình đây nè. Cái ngăn bự nhất ở trong đây là có một cái ngăn nhỏ đây, và đây là một cái ngăn kéo ha, ngăn kéo. Ha. Đây là ngăn bự, rất là bự nha. kích thước của cái túi này. Em độn lên nha. Kích thước của cái túi này là ngang G33, cao là 24, chiều dày của nó là khoảng cả 12 nha, ngang là 33, cao là 24, về 12. Nếu cô chủ chị thích cái túi này thì lên dùm em cái mã số 5 chéo phối màu 330k ha, chéo phối màu 330k. Đây, chéo phối màu rất là đẹp luôn nha. Đó. Túi này đeo rất là cá tính. Và kế đến là một cái túi. Túi này mình xách tay, mình đeo vai vẫn được nha. Nó ha, rất là đẹp luôn. Cái túi này xách tay nè ha, đeo vai. Và sau có hai cái đây để đeo vai nè, cái túi đeo vai nè ha, rất là dễ thương luôn. Cái màu về tổng quan bên ngoài là mờ độ mới nó cỡ khoảng 90%. Này là màu đồng nha, màu đồng là đồng đen chứ không phải màu vàng sáng chói nha, đồng đen ha. Đây là cái màu đen luôn, đồng đen. Đây là khóa gài ở đây để trang trí thôi nè, để trang trí. Nhưng đây thật ra là X500 nha, khóa gài để trang trí nè, khóa gài để trang trí nè, nhưng thật ra X500 đây nha. Và bên trong của cái túi, này thì nó lót vải nha, bên trong là lót vải. Bên trong lót vải. Bên trong có một cái ngăn. Này là để hết 500 này, thấy chưa? Đó. Hết 500 thì đóng lại ha, hết 500. Và đây là một cái ngăn kéo nhỏ. Ngăn kéo nhỏ của mình đây ha. Ngăn kéo nhỏ. Đây là ngăn bự để chứa đồ ha. Cái kích thước của cái túi này. Kích thước của cái túi này bề ngang là 9, chiều cao là 23, ở chiều dày là 9, chiều cao là 23, chiều ngang của mình là 26. Cô chú anh chị thích cái túi này thì lên dùm em cái mã số 10. Ba lô canvas phối da nha, chất liệu này là da canvas nha, phối da. Bên đây nó không còn rất là đẹp. Đây nha, rất là đẹp nha. 500, số mã số 10, ba lô canvas 350k. Ba lô canvas. Này mình để mình đi chơi, đi du lịch đồ rất là ok nha. Và kế đến là một cái túi. Đây, cái túi này là đeo chéo, bao tử nha. Túi này bao tử. Mình để mình trước bụng ha. Đó, để trước bụng như thế này. Thì ở bên ngoài đây, cái túi này màu xanh nha, xanh ngọc nha, xanh ngọc chấm bi. Đó. Bề ngoài thì có một cái nha, nó hay cho một cái sa sách. Đây là cái đây là cái bấm để mình khóa lại đó nha. Và bên trong, bề ngoài thì đây có một cái túi nhỏ. Bên ngoài có một cái túi nhỏ đây. Thấy không? Và bên trong đây, bên trong này là một vải nha. Đó, rất là đẹp nha, độ mới gần như là 99% ha. Túi này còn rất là đẹp nha. Để em đo kích thước của cái túi này cho mình nha. Kích thước là 34. Là chiều cao, chiều ngang là 16, chiều dày của nó là 12 ha. Dạ, cái này để em để đây đi, chút em báo mã là sao. Và cái đến này, cái đến là một cái túi. Cái túi này là da nha, da thật nha. Và cái túi này da thật. Ở bên ngoài thì cái độ mới nó có khoảng 90%, da rất là mềm mại. Bên ngoài đây, đây bên ngoài của mình có một cái ngăn nhỏ đây ha, ngăn nhỏ. Cái ngăn nhỏ bên trong là lót lót vải nha, bên trong là lót vải, còn rất là đẹp. Bên trong là lót vải nha, bên trong là lót vải, có một cái ngăn nhỏ đây nha. Và đây là một cái ngăn bự. một cái ngăn nhỏ, đây là ngăn bự đây ha, may một cái ngăn nhỏ dùng để những đồ đạc đâu đó. Thì cái kích thước của cái túi này là cái lớp da của nó ha, lớp da nè ha, da là rất là đẹp luôn ha, này dày da, da thật nè, rất là mịn nè ha. Này là bên trong của nó, còn đây là bên ngoài ha, da rất là mềm mịn. Về bên ngoài, thì đây mình sẽ xỏ qua đây để mình đóng cái ba lô của mình lại đó, đóng qua đây. Ba lô cái này nó thiết kế như thế đó, đây mình để mình xách tay ha, xách tay. Cái túi này đựng được laptop được luôn nha, rất là bự. Thì kích thước của cái túi này là bề ngang, là khoảng 34, chiều cao, là khoảng 24, và chiều dày của cái túi này là khoảng cỡ 12 nha. Nếu anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 9, xách tay đen to 450k, xách tay đen to 450k. Và cái đến là một cái túi, này đi, cái túi này rất là đẹp nha, còn khá là mới. Bề ngoài thì cái độ mới nó còn khoảng cỡ 90% nha, da rất là mềm mịn. Đây cái thương hiệu của nó, dập nổi trên cụm cái miếng da, và ở bên trong thì là một cái miếng inox ha, rất là sáng chói. Bên đây có phủ đinh ha, đinh rất là đẹp, còn rất là mới đây ha, đinh khoen khóa rồi, còn rất là mới đây ha. Nó này là chỉ oxy hóa một xíu thôi nè, còn rất là đẹp nha, rất là đẹp. Về bên ngoài, đây có một cái ngăn nhỏ ha, cái chi tiết làm rất là ok nè, ngăn nhỏ nè ha, ngăn nhỏ để những đồ quan trọng nha. Đây để những đồ quan trọng. Và bên đây, ở đây là phía sau ha, phía sau có một cái nút nè, X500 nha. Bên trong là lót vải ha, màu rất là đẹp nha, trong lót vải còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây bên trong nó, đây bên trong màu và lót vải rất là đẹp ha. Cái thương hiệu của nó, đây ha. Đây là một cái ốp da ha, thương hiệu. Đây có một cái này ha, để chìa khóa rồi ha, mình gắn vào đây vẫn được nha ha, đồ trang trí rồi đó. Đây một cái ngăn nhỏ ha, một cái ngăn nhỏ mà để những đồ đạc quan trọng nha. Đây ngăn nhỏ. Đây là ngăn nhỏ, đây là ngăn bự. Kế đến là có ba cái ngăn nhỏ để những cái đồ ha, đây ba ngăn nhỏ để ba cái đồ nè, đồ đạc đồ á, nhỏ. Để em đo kích thước cái túi này nha. Kích thước của túi này ngang là 30, cao là 24, chiều dày của nó là 12. chiều dày của nó là 12 nha. Đó, rất là đẹp. Cô chú anh chị thích cái túi này thì lên dùm em cái mã số 1 sách tay Storm Mountain nha, 350k, rất là đẹp nha. Và kế đến là một cái túi này. Cái túi này là túi mà giống như dây pocket nha, dạng pocket, là gút miệng á, đeo vai ha, đeo này là đeo vai nè. Và da màu nâu ha, rất là mềm mịn đây nha. Bên trong là da rất là mềm mịn. Về độ mới thì có khoảng 98%, có khoảng 96-97 ha. Tại ở ngoài nó rất là đẹp luôn ha. Đây, khoen khóa đầu rất là ok nè, thấy chưa, màu đồng. Ừ. 95% nha. Và đây là một cái ngoài thì nó hút 500 nè, nhưng mà nó bị oxy hóa chút xíu nha. Đây ha, 500 này nó bị oxy hóa chút xíu. Đây là một cái ngang ngoài ha, ngang ngoài, bên trong nó có lót vải nè ha, vải màu nâu luôn. Và đây là một cái ngăn 500 nha, hai cái ngăn 500, hai ngăn 500, một cái ngăn đây là 500 luôn nha ha. Và bên cái bên thì có một cái đây là bên hông nha, đây là đằng trước ha, hai cái bên hông, bên trong là lót vải nha. Đó, và cái túi này nó rút miệng nha, rút miệng thì cái cọng dây rút do sử dụng nhiều cho nên nó chỉ bị sạn đi một chút xíu ha. Độ mới khoảng 90%. Túi này rất là bự nha, đựng được rất là nhiều đồ nha, để mình đi du lịch vẫn ok nha, một người là ok nha. Nè, đây không hết lại nhau, đó chỉ có một ngăn duy nhất. Và đây cái thương hiệu của nó đây, thương hiệu dập nổi lên miếng da đây. Thương hiệu của nó đây, một cái ngăn nha, ngăn trên trong lót vải nha. Để em đo cái kích thước cái túi cho mình nha. Kích thước của cái túi bề ngang là 28, cao là 30, bề dày này là có khoảng 17 nha. Nếu cô chú anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 4 Bucket, ba lô Bucket 490k ha. Và cái đó là một cái túi cái này là xách tay hoặc đeo chéo đều được nha. Đó ha. Đích tay hoặc đeo chéo đều được. Thì cái độ mới cỡ khoảng 80%. Đây, này, nó bị oxy hóa một chút xíu ha. Đây, nó bị oxy hóa chút xíu. Và đây, nó bị oxy hóa ha. Cái này bị oxy hóa. Mình khi mình nhảy ra là mình để vậy này ha. Kéo ra. Thì nó sẽ ra nha. Đây. Khi mình mở ra là mình đẩy vô nè. Đẩy vô nó sẽ mở ra. Đó, thấy không? Khi mình đóng lại thì mình đẩy vô cái nữa là nó sẽ vô ha. Đẩy vô, nó sẽ mở ra. Và đóng vô đây thì đè vô, đẩy vô một cái ha. Và kế đến là bên trong. Bên trong của cái túi này. Đây, có một cái ngăn bự lót da luôn nha. Ở trên đây thì lót da cho nên nó bị sờn chút xíu. Túi này mới có khoảng 80%. Cái thương hiệu dập nổi trên đây ha. Cái này là phơm đứng nha. Cái kích thước của cái túi này, chiều cao 16, chiều dày 11 và chiều ngang là 30 ha. Cái túi này đẹp nha. Cô chú anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 5 đeo treo đeo vai Ý màu bò nha, 490k. Cái bề ngoài thì nó dập vân nha, vân da đà điểu nha. Đây, vân da đà điểu. Và kế đến là một cái combo. Một cái combo gồm có một cái túi đeo chéo, đeo trước bụng ha, để treo trước bụng nha. Đây là mình mở một cái này để giảm lực nè, giảm lực cái trước bụng mình á, đặng cho mình nó không có bị đau á, để đồ nó rất là ok nha. Đây như thế này, mình đeo trước bụng như thế này ha, mình đeo ngang hông. Và bề ngoài cái túi này mới có khoảng 99% nha ha. Đây có ba cái ngăn. Ngăn thứ nhất đây ha. Bên trong còn rất là mới nè, thấy không? Ngăn thứ hai. Ngăn thứ nhất là mình hít nha. Hít lại. Đó, thấy không? Mình gài lại. Ngăn thứ hai, đây là khoa kéo nè. Đây là kéo luôn ha. Cái này là bán combo nha. Và đây, bên trong nó không lỗi lầm gì hết nha. Này, không lỗi lầm gì hết, còn rất là đẹp luôn. Cái kích thước của cái này thì để em đo cái kích thước cho mình nha. Kích thước của cái túi này, bề dày là khoảng cỡ 12, bề ngang là cỡ khoảng 33, chiều cao 13 ha. Này cái túi này em bán combo nha, combo với cái túi rút nè. Đây cái túi gút. Đây. Cái này là mình rút lại nha. Mình rút lại nó còn nguyên siêu luôn đây. Nguyên siêu đây, siêu của nó nè ha. Cái thương hiệu của nó. Cái túi rút. Rút lại mình đó. Ha. Cái này với cái này. Và cái túi này là 3 túi. Túi này hồi nãy em đã đeo kích thước rồi ha. Chốt dùm em cái mã số 6. Combo dù 520k. 3 túi. Dạ, cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Và mọi người khi chốt cái sản phẩm nào thì vui lòng nhắn dùm em cái mã số và cái ngày hôm đó ha. Và khi mà chuyển khoản trước thì em sẽ miễn phí ship, không chuyển khoản thì em sẽ ship thì có cho mình trả tiền hàng và phí ship. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị.